Hôm nay là một ngày trời Sài Gòn mưa tầm tã luôn. Bây giờ là khoảng gần 5 giờ chiều, trời Sài Gòn ha. Lý Hương đang đi trên đường Trần Phú. Đường Trần Phú thì ngày xưa có tên là đường Trần Phú ngày xưa có tên là đường Nguyễn Hoàng nha quý vị. Và phía trước mặt cả nhà đó là đường Trần Bình Trọng. Đúng rồi, Trần Bình Trọng. Ngày xưa thì cũng là đường Trần Bình Trọng thôi. Hôm nay thì mời cả nhà đi ăn một cái quán ăn nằm trên đường Cống Quỳnh. Có một cái số địa chỉ rất là đẹp, 171 Chính Nút, nằm trên đường Cống Quỳnh. Ở đây có một món là bò tơ Campuchia, khá là ngon và nổi tiếng. Thì không ngại trời mưa ha, Lý Hương tiếp tục đi và ghi hình cho cả nhà. Lại một lần nữa Lý Hương đồng hành với lại anh Xuân Duy, anh Tấn Dương, chủ kênh Sài Gòn Ngày Nay, cũng là tài xế, để Lý Hương dễ dàng hơn trong việc ghi hình lại. Và bất kể, bất chấp mưa gió bão bùng, Lý Hương cũng đội áo mưa để ghi hình cho cả nhà nhiều hơn những hình ảnh về Sài Gòn trong cái mùa mưa này ha. Phía bên tay trái của cả nhà đó là công viên Âu Lạc. Và trời mưa thì các trẻ con đi ra tắm mưa rồi chơi ha, chơi đá banh. Ở ngay những cái máy tập này thì có cái mái che nên là không sao. Còn phía trước mặt cả nhà đây là ngã 6 Cộng Hòa. Vì sao có tên là ngã 6 Cộng Hòa? Cộng Hòa là ngày xưa Lý Hương có đọc á, là do là cái đường hình bây giờ là phía bên tay phải của cả nhà nè. Đây, bây giờ đang kẹt xe. Phía bên tay phải đó là đường Nguyễn Văn Cừ, ngày xưa được có tên là đường Cộng Hòa. Đang rất là kẹt xe cả nhà ơi, 5 giờ chiều tại khu vực này thì khá là kẹt xe ha. Rồi phía trước là đường Nguyễn Thị Minh Khai với lại đường Nguyễn Viết Chánh. Đường Nguyễn Viết Chánh thì ngày xưa cũng tên Nguyễn Viết Chánh. Còn Nguyễn Thị Minh Khai ngày xưa là đường Hồng Thập Tự. Còn phía bên kia là đường Lý Thái Tổ, ngày xưa cũng tên là Lý Thái Tổ ha. Và Hùng Vương cũng vậy luôn. Rồi, bây giờ chúng ta qua cái khu vực kẹt xe rồi, chúng ta sẽ đi qua đường Phạm Viết Chánh để đi đến đường Cống Quỳnh và thưởng thức món bò tơ thơm ngon, vị Campuchia. Cả nhà thấy không? Trời mưa, dân Sài Gòn cũng phải đội mưa đi, đi làm rồi đi về và bị kẹt xe. Những tuyến đường này á, thì chưa thấy là có ngập lụt, ngập đường. Tha hồ cả nhà ngắm các thể loại áo mưa luôn ha. À, cái áo mưa như là cái cô mà đi ở phía trước đây là dạng áo mưa mà trùm toàn thân. Loại này á, thì chỉ có thể là ướt chân thôi chứ không có ướt ở phần bên trong ha. Ngày xưa Lý Hương cứ mặc cái áo mưa này và đi từ Sài Gòn lên Bình Dương cứ chạy phà phà thôi, không sợ lạnh luôn. Còn cái loại áo mưa mà trẻ hai ra đó thì cái loại đó là ướt nhẹp hết, gặp mà mưa lớn. Rồi bây giờ thì chúng ta gặp đường Cống Quỳnh rồi, chúng ta sẽ tìm cái địa chỉ là 171 Cống Quỳnh. Theo Lý Hương được biết thì quán bò tơ này hiện tại đang có hai chi nhánh. Và một chi nhánh là chi nhánh thứ nhất, đầu tiên đó là nằm ở đường Cống Quỳnh. Rồi phía đây là đường Bùi Thị Xuân. Ở đây thì có cái xôi Bùi Xuân cũng khá là nổi tiếng, với lại cái quán bún bò Quế. Hôm bữa thì Lý Hương cũng có dịp ghé ăn bún bò Quế này với lại người chị thân thương của Lý Hương, đó là chị Lý Hiền, trong cái buổi tối. Nhưng mà Lý Hương thấy thì tô cũng khá là to, nhưng mà so với một số quán bún bò khác thì sẽ ưu tiên những quán khác như là bún bò nhanh nóng lâu nguội ngon hơn ở đường Bảo Huyện Thanh Quang ha. Rồi bây giờ chúng ta đi tìm cái số là 171. Chúng ta vừa qua số 189 rồi. Rồi tiếp tục giới thiệu với cả nhà, đây là vùng bên ngay chỗ chợ Thái Bình.
Và phía bên đây đó là công viên 23 tháng 9. À, cả nhà biết không, công viên 23 tháng 9 ngày xưa đó là ga Sài Gòn đây. Bây giờ thì trở thành công viên rồi ha. Đây là ngôi chợ Thái Bình, là cũng là một ngôi chợ rất là lâu đời rồi ở Sài Gòn. Đây, cảnh chợ buôn bán cả nhà. 185 rồi. Đây. Đây cả nhà ơi. Quán cũ là 165, dời qua 171 Cống Quỳnh. Vào sân có delivery luôn ha. Còn bên đây là bên hông của chợ Thái Bình, trường mầm non Phạm Ngũ Lão. À, đây bò tơ của mình đó hả anh? Là nướng ở ngoài đây hả? À, đây là cái phần bò tơ nè. Đây một số những không lên hình đâu hả, đây một số những anh đang nói tiếng Campuchia, mình luôn không biết là mấy ảnh biết nói tiếng Việt có hàng chi hỏi không ai trả lời. Anh ơi cho em hỏi cái, anh biết tiếng Việt đúng không anh? Không biết, biết tiếng Việt không? Không là biết. Mấy anh này nói tiếng Campuchia không anh? Đâu, anh nào anh vừa bảo để xe vô trong kia rồi. Còn đây là phía trong quán. Chắc là mọi người đang ngại à, trời đang mưa. Anh ơi, có anh nào nói được tiếng Việt con, cho em phỏng vấn ít đi. Ôi, tiếng Campuchia không hiểu luôn. Anh chủ phải không? No. Việt Nam. Thôi, chạy vô rồi. Ôi, không có người Việt Nam, nhưng mà là bén duyên với một cái cô gái người Campuchia. Đây là anh mở ra một quán, đây là quán bánh mì nướng bơ Campuchia. Một anh có biết nói tiếng Campuchia không? Không, không sao lấy vợ Campuchia. À, vợ nói tiếng Việt à? Anh là chủ quán luôn anh. Campuchia. Rồi nói chung là mọi người hơi ngại trong cái việc lên hình, là Lý Hương sẽ đi vô ăn thử và review cho cả nhà ha. Đây là một quán cũng thuộc dạng là dân dã thôi, bình vậy chứ. Phía bên đây là bên hông của chợ Thái Bình thôi quý vị. Còn kế bên thì có một cái sạp trái cây. Rồi xin mời cả nhà vô. Ở quán mình mở từ mấy giờ anh ha? 2 giờ đến mấy giờ? 9 giờ. Dạ. Cái địa chỉ chi nhánh 2 vẫn là ở đâu? Chi nhánh 2 thì ở bên đường Lê Hồng Phong. Rồi bây giờ xin mời cả nhà vô. Và đây cả nhà ơi, thực đơn của bên quán này. Có thịt bò nướng ha, 10.000 là một xiên. Lạp xưởng bò 10.000 một xiên. Bánh mì bơ là 5.000 một ổ. Và da u hủ là 6.000 một hũ. Đây có hai cái chi nhánh nè. Và chúng ta đang ở chi nhánh số 1 là 171 Cống Quỳnh. Ở đây thì có một số nước giải khác cũng thông thường ra. Và quán mở cửa là từ 2 giờ cho đến 9 giờ nè.
và 7 giờ cho đến 22 giờ 30. Tức là sao nhỉ? À, là bên Lê Hồng Phong mở nhiều hơn, bên Cống Quỳnh thì mở ít hơn. Rồi, tới thôi. Đây, các anh chàng đẹp trai của chúng ta đang tính tiền và một số những cái bạn trẻ đi vô. Và khi mà chúng ta vô đây thì chúng ta sẽ dừng xe ở ngay khu vực này. Ở phía bên đây thì cũng là khá là rộng rãi. À nhà ơi, hôm nay thì Lê Hương kêu là thường á, là mọi người mà ăn hai người á, thì sẽ kêu khoảng là 4 xiên này với lại là 2 ổ bánh mì. À, Lê Hương thì kêu tăng đô hơn ha, 6 xiên này với lại 2 ổ bánh mì. Hôm nay thì không có cái phần này, đặt xưởng bò rồi. Rồi, bây giờ thì đợi nha cả nhà, đợi một chút thôi, chúng ta sẽ có cái phần bò nướng này ăn xem như thế nào. Tiệm bánh bao này thì bán từ năm 1972 đến nay ạ. Chú là người gốc Việt, còn vợ thì quên mất rồi đó. Thấy thức ăn quên hết rồi. Thôi bây giờ xin mời đại ca với lại cả nhà ăn bánh mì bò tơ với lại bánh mì bơ ha, với lại bò tơ nha. Cái này chắc phải là rửa tay bằng dung dịch đi, tại vì mình bóc mà. Rồi, tha hồ bóc luôn ha quý vị. Cái này thì chúng ta sẽ mở ra xong mà tước cái này rồi xịt tương vô. Ở đây thì có tương ớt hoặc là tương cà. Mở ra đúng không? Mở ra như thế này. Không, mở hơ hơ thôi. Rồi lấy cái phần này kẹp lại rồi tước ha. Rồi, sau đó chúng ta sẽ xịt tương ớt hoặc tương cà tùy thích. Đó, kéo, kéo sao để cho cái thịt bò nó chui hết vào trong. Đó, đây chúng ta sẽ phải cho cả thịt bò vô chứ, cho cả đu đủ vô. Mở cái này ra. Đang ăn bị điện thoại hả? Một phần này có giá bao tiền đấy? Vâng, cái riêng này là 10 ngàn, còn cái ổ bánh mì có 5 ngàn thôi. Đây là ta sẽ ăn, đây là 12.500 chứ. Thì một ổ này 5 ngàn đúng không? Một ổ này 5 ngàn. Một ổ này 5 ngàn, như này 5 ngàn hay như này 5 ngàn. À, như này 5 ngàn. Ừ, ngon ghê. Rồi, chúng ta ăn nhé. Bò rất là thơm. Wow, ăn chi cả nhà. Ồ, với trẻ lại đây ăn đông lắm. Cái vị nó khá là bỏ nó mềm.
nước hấm cộng với lại nước đủ rất là vừa, thơm thơm mùi bơ, nói chung cũng khá là ngon nếu quý vị. Cảm giác lắm. Thật ra hai ổ là bốn xiên là vừa. Thường á, nhà Lý Hồng kêu sáu xiên, xíu ăn xiên một viên luôn á. Ăn thế nào? Xiên này ăn riêng nè. Thank you.